Sau cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cuối giờ chiều qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã có thông báo về việc tạm dừng cho học sinh lớp 1 đến trường học trực tiếp từ ngày 13 tháng 12. Theo đó, các trường tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1 theo phương án thực hiện từ đầu năm học, bảo đảm các yêu cầu chuyên môn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo riêng trường tiểu học Hòa Bắc tiếp tục triển khai dạy học trực tiếp, bảo đảm các yêu cầu tại công văn số 6993 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Việc dừng dạy học trực tiếp ở lớp 1 được sở lý giải. Tính đến ngày 10 tháng 12, trên địa bàn thành phố có 29 trường tiểu học 29%, chưa thể tiến hành dạy học trực tiếp hoặc chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến vì trường ở vùng COVID-19 cấp độ 3, mức độ 3 có 18 trường tiểu học 18% phải kết hợp vừa tổ chức dạy học trực tiếp, vừa dạy học trực tuyến. Bên cạnh đó, tình hình COVID-19 trên địa bàn thành phố đang diễn biến phức tạp. Qua khảo sát, đa số phụ huynh có ý kiến không tiếp tục dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 1.